Em đã quay trở lại với 5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não, và ngày hôm nay là ngày chúng ta chiến đấu với nhau, ngày thứ 35 với đề dậy sớm đội học số 03. Đây là đề cuối cùng của dậy sớm đội học trước khi mai chúng ta sẽ chuyển sang cái chuỗi đề cuối cùng, đó là chuỗi đề 7 ngày 7 điểm. Thế mình rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ nhiệt tình đến mình bằng cách là comment đáp án và chia sẻ buổi học này, bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Và bây giờ không chờ đợi hơn nữa, chúng ta cùng chiến đấu nhá. Ok, let's go. Câu số 1. Câu số 1 ạ. Ô nhiễm không khí. Hai khí nào sau đây nguyên nhân gây ra mưa axit? Thế thì để mà nó gây ra mưa axit ấy thì nó phải có tính axit đúng không em? Gây mưa axit thì nó phải có tính axit. Vậy này, NO2 và NO2, C. Ok chưa? Các bạn hay sợ mấy câu dài dài. Các bạn là rất hay sợ với câu dài dài. Câu số 2 ạ. Khí có công thức phân tử là công thức phân tử của bioga, chủ yếu trong bioga, thì nó là anh nào? Anh nào các em nhỉ? C đúng không? CH4. Ok, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nha. Tuyên dương bạn Chan Chupi, tuyên dương bạn Nguyễn Đức Anh, tuyên dương bạn Ánh Tú, tuyên dương bạn Quỳnh Phạm, tuyên dương bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa, tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án C. Mình sang câu tiếp theo, câu số 3. Câu số 3. Nào, câu số 3 các bạn chọn đáp án gì nào? Câu số 3, cùng chọn đáp án cùng thầy Minh nhá. Câu số 3. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch COS4 sinh ra kết tủa? Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch COS4 sinh ra kết tủa? NaCl0, NaNO30, NaOH cộng với COS1 thì chắc chắn sẽ tạo thành kết tủa COH2L. Đúng không ạ? Chắc chắn sẽ tạo thành kết tủa COH2L. Kết tủa này kết tủa màu trắng hơi xanh. Vậy nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ các em nhé. Đáp án câu số 3 là đáp án B, bỏ. Câu số 4 ạ. Kim loại nào sau đây, câu số 4, kim loại nào sau đây hiện nay chỉ điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Thì phương pháp điện phân nóng chảy là phương pháp mà chủ yếu được sử dụng để điều chế cho các anh kim loại đứng đằng trước anh nhôm. Đúng chưa? Tính cả nhôm nữa. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Chứ các anh còn lại, bạc, sắt, đồng, có thể thủy luyện, có thể nhiệt luyện đều được. Câu số 5. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. Nào, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là kim loại mà tồn tại ở cả điều kiện thường, nó có thể lỏng các em nhé, nên nó chỉ có thể là Hg. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 6 ạ. Dung dịch chất nào sau đây, câu 6, dung dịch chất nào sau đây làm quy tím chuyển sang màu xanh? Dung dịch chất nào sau đây làm quy tím chuyển sang màu xanh? Lưu ý nha, quy tím chuyển sang màu xanh, anilin không làm quy đổi màu, glycine và alanin có cùng số nhóm NH2 và số nhóm COH nên cũng không làm quy chuyển màu nốt. Vậy làm quy tím chuyển màu xanh nó chỉ có thể là trimethylamin. Đúng không ạ? Anh này có tính 3 giờ nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu số 7 ạ. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 1A thuộc bảng tuần hoàn? Lâu, nay, không, rảnh, chơi, phây. Lâu nay không rảnh chơi phây, lâu nay không rảnh chơi free fire. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. A các em nhá. Rất dễ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Quá trình phân hủy canxi hydrocarbonate giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các đá vôi cặn trong ấm nước. Công thức hóa học của canxi hydrocarbonate. Ui dễ quá các em nhỉ. Công thức hóa học của canxi hydrocarbonate là gì ạ? Là CaHCO2 lần. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã comment đáp án cũng như là nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này. Cái việc mà các em comment đáp án nhiệt tình nó chính là cái nguồn động lực để thì mình có thể live stream chiến đấu liên tục cùng tất cả các bạn và các em cho đến ngày hôm nay là ngày thứ 35 rồi. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em nhá. Chiến đấu để chiến thắng, quyết tâm chiến thắng. Câu 9 ạ. NaCl C. Câu số 10. Thanh Fe và dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Thì nó là A. Bởi vì là Fe
vào nó sẽ đẩy CU ra để tạo thành hai cặp điện cực khác nhau, và bản chất là FeCu tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Ok. Câu 11 ạ. Dung dịch nào sau đây có thể oxy hóa sắt lên số hóa dương 3? Đưa sắt lên số oxy hóa dương 3, các bạn lưu ý nhá. NaOH0, HCl0, COF40, chỉ HNO3 rồi HNO3 dư thì sắt nó sẽ lên sắt dương 3. Ok. Câu 12. Để xử lý chất thải có tính axit thì người ta thường dùng gì? Chất thải có tính axit thì chúng ta phải sử dụng một cái chất nào đấy mà nó có tính bazơ. Đúng chưa? Để nó trung hòa thành axit. Muối ăn không được, phèn chua không được, giấm ăn không được, nước vôi trong. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 13, công thức hóa học của chrome 6 oxit, các bạn lưu ý nha. Công thức hóa học của chrome 6 oxit thì nó là gì? CrO3, C. Câu 14 ạ. Công thức của methanol. Nào, công thức của methanol. Đấy, công thức methanol là gì ạ? CH3OH kèm nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 15. Số nguyên tử carbon trong phân tử axit stearic. Cái dạng này là các bạn rất hay bị nhầm. Thế nên thầy khuyến cáo các bạn là khi mà giải cái dạng mà công thức này này, xác định số C hoặc số H hoặc số O nhá, thì bạn nên viết này. Ví dụ như axit stearic là C17 H35 COH. Vậy người ta viết nó ra C17 H35 COH. Vậy ở đây ta sẽ có số C 17 cộng 1 là 18. Đáp án đúng, đáp án D. Đa số các bạn sẽ bị nhầm là C17. Đấy, đây này, nhìn này. Thế mình xin chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiễu của câu số 15. Các bạn đừng ngại, bởi vì một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Và thầy Minh luôn luôn có một mong ước là giúp các bạn bị sai khi ở bên cạnh thầy Minh, để cho các bạn khi vào phòng thi các bạn sẽ không bao giờ bị sai nữa. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu 16 ạ. Mạnh mẽ sai nhá. Sai 10.000 lần ta sẽ trở thành thiên tài. 160 ạ. 16 ạ. Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được sắt 3 oxit Fe3, Fe2O3 sinh lên chất nào sau đây? Al mà cộng Fe2O3 thì tạo thành Al2O3 cộng Fe. Đúng các em. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 16, đáp án đúng là đáp án D. 17 ạ. 17 ạ. 17 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh. Carbohydrate có nhiều trong bông, đay, gỗ, vậy nó chỉ có thể là cellulose. 18. Peptide nào có sau đây có phản ứng máu biore? Điều kiện để peptide thực hiện phản ứng máu biore nó phải đi từ gì ạ? Nó phải đi từ tripeptide trở lên, đúng không ạ? Vậy tripeptide trở lên, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 19. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được ALH 3 lần? Câu 19 ạ. Dung dịch chất nào sau đây ạ hòa tan được ALH 3 lần? Thế bạn lưu ý ạ, ALH 3 lần của chúng ta đó là hydroxit lượng tinh. Đúng không? ALH 3 lần đó là hydroxit lượng tinh. Vậy nó sẽ bị tan trong dung dịch kiềm hoặc dung dịch axit. Vì vậy nên nó tan trong AHCl. 20. Tên gọi của STCS3COOCS3 là? Nào các bạn cùng gọi tên với mình ạ. Anh này là gì ạ? Metin acetat nhá. Metin acetat. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Câu 21. 21 nào các em ơi. Phải thật nhanh. 21 chúng ta chọn đáp án gì ạ? 21 ạ. Polymer nào trong thành phần chỉ chứa hai nguyên tố C và H? Nó là gì ạ? Polyethylene. Đây CH2. CH2, các bạn nhìn thấy chưa? Nó chỉ chứa C và H thôi. 22. Nước có tính cứng toàn phần thì tác dụng với chất nào sau đây tạo kết tủa màu trắng? Nước có tính cứng toàn phần thì nó sẽ vẫn có là Ca2 cộng và Mg2 cộng. Thì khi nó phản ứng với PO43 trừ thì nó vẫn tạo thành kết tủa Ca3 PO4 tất cả hai lần và Mg3 PO4 tất cả hai lần. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và các bạn lưu ý rằng kết tủa này là kết tủa màu vàng các em nhé. Câu 23, câu tính toán đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay, 2,8 gram Mg tác dụng với khí clo dư thu được muối, xác định kim loại M. Thế thì ở đây mình sẽ có đầu tiên là bảo toàn khối lượng này, M này cộng Cl2 này tạo thành MClX. Bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng của M cộng khối lượng của Cl2 bằng khối lượng của muối. Và từ đó ta sẽ tìm được số mol của Cl2. Nào các bạn bấm máy tính với thầy Minh ạ. Xem số mol Cl2 bằng bao nhiêu ạ.
Số mol CL2 bằng bao nhiêu các em? Nào bấm máy tính cùng thầy mình. Bấm máy tính cùng thầy mình. Bao nhiêu? 8,125 trừ đi 2,8 bằng chia cho 71 ra số mol bằng 0,075. 0,075. Vậy ở đây mình sử dụng tuyệt chiêu khối lượng của anh em M chia cho số mol electron trao đổi. Khối lượng của anh em M là 2,8. Số mol trao đổi là 2 nhân với 0,075 bằng 2,8 chia cho mở ngoặc đơn N nhân 2 bằng 18,66. Có nghĩa bằng 56/3. 56/3 nhân 1 không có vấn đề gì, nhân 2 không vấn đề gì, nhân 3 bằng 56, vậy nó là FE. Các bạn thấy skill giải của thầy có nhanh không? Skill của thầy giải có nhanh không? CL2 nhận 2E nên nó phải nhân 2. Quá kinh khủng với skill như này, đúng không? Đi thi chúng ta sở hữu skill này giá bàn luôn. Câu 24 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Rồi, cảm ơn Ngọc Thắng Logistics nha. Đây gọi là phương pháp của thầy Minh đạt đạt được ước mơ thì đổi tên ạ. Đây phương pháp cho thầy nghĩ ra nha. Nhưng mà các bạn mà học thầy đến đến ngày hôm nay thì các bạn cũng quen với phương pháp này rồi đúng không? Cảm ơn Đức Đạt nhé, cảm ơn Mai Đại Hải. Cảm ơn các em. Nào tiếp tục ạ. Câu 24 ạ. Đun nấu bằng than tổ ong, than tổ ong là có carbon. Được chưa? Khí không màu, không mùi, bền với nhiệt. Nhẹn không khí, dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Đấy, đa số những người bị chết cháy là bị chết bởi cái khí này. Không màu, không mùi, phát hiện làm sao được? Nó là gì ạ? CO. Đáp án đúng là đáp án C, các em nhá. Hóa lấy 7,5 không khó đâu nhá. Luyện với thầy liên tục các buổi sáng nhá. Mai bắt đầu 7 ngày 7 điểm là ấm ngay. Lịch live của thầy là sáng nào cũng 5:15. Không cần phải thuộc nhiều. Sáng nào cũng 5:15 vào đây chiến. Ấm luôn nhá. Ok, thầy chào Mai Danh Nam. 25. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trung hợp polyethylene, polyvinyl chlorua, polybutadiene, nylon 66 là trung ưng. 3 cháu. Tại sao? Tại sao? Thầy nói sâu thì trùng hợp thì nó phải có nối đôi CC. Polyethylene đi từ ethylene có nối đôi CC. Polyvinyl chlorua đi từ vinyl chlorua có nối đôi CC. Polybutadiene đi từ butadiene có nối đôi CC. Nên ba anh này là trùng hợp. Lấy đề ở trên fanpage thầy Minh Myelin Hóa Học em nhé. 26 ạ. Sa phong hóa hoàn toàn este. Sa phong hóa hoàn toàn este C5H10O2 mạch hở trong dịch não mắt thu đủ hỗn hợp của muối natri propionat CH5CONA. Vậy este x của chúng ta nó sẽ có dạng là C2H5CO, đúng chưa? C2H5. Ok nhá. Vậy ancol y chúng ta nó sẽ là C2H5OH. Ancol ethylic. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 27 ạ. 27. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng thì sinh ra khí H2. 27. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng thì sinh ra khí H2. Nào, kim loại mà phản ứng với dung dịch HCl loãng mà sinh ra khí H2. Vậy thì nó chỉ có thể là C, FE mà thôi. Đúng không ạ? Ok. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ thầy Minh cho đến ngày hôm nay. Các bạn nhớ là không quên là follow fanpage và click vào nút theo dõi để không bỏ lỡ tất cả các buổi live của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ủng hộ thầy Minh ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một buổi học free. Cảm ơn tất cả bạn và các em. Câu 28. Chất nào sau đây là chất béo? Chất béo là triete, đúng không? Vậy nó phải là G-tristerin. 29 ạ. 29 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? Ag0, Cu0, Fe0, Ba. Ba cộng nước tạo thành BaOH lần cộng H2. 30, Crom 3 oxit là Cr2O3. 31, chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Amin bậc 3 là CH3, 3 lần N. 32, kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ? Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy nó là gì ạ? Be, Ca. 30, hợp chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? Peptide. Peptide có liên kết NHCO. Dã man chưa? Thầy vừa đọc rap mà các em. Các bạn thích nghe rap hóa mà. Vèo phát đúng không? Chưa kịp đọc đẻ. Vèo phát luôn. Nào câu 34. Thủy phân hoàn toàn M gam tristerin C77
H35, CO tất cả 3 lần C3H5. Ok chưa ạ? Ta sẽ có này, bằng dung dịch NaOH dư cộng NaOH dư thu được glycerol C3H8O3 và muối là C17H35 CONA, đúng không? C7H35 CONA. Thế thì ta sẽ có là số mol glycerol bằng 2,76. Số mol glycerol bằng 2,76 chia 92. 2,76 chia 92 bằng 0,03 mol. 0,03 mol. Thì từ số mol glycerol suy ra được số mol muối là 0,3 nhân 3 bằng 0,09. Đúng không ạ? Với số mol muối là 0,09 thì ta sẽ tìm được khối lượng muối. Đây bài hỏi khối lượng muối mà. Nhân với mẫu ngọc đơn này, 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 bằng khối lượng muối chúng ta là 27,54. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, 27,54. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Ok các em nhá. Câu quá dễ ạ. Được chưa? 27,54. Quá ấm luôn. Câu 35 ạ. 35 ạ. Chúng ta đang giải đề dậy sớm đỗ đại học số 03 các em nhá. Đề thì thầy up hết lên trên tất cả các kênh và kênh nào cũng up mà. Câu 35 ạ. Ở điều kiện thường. 35 ạ. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? Glycine ạ. Bởi vì tất cả các amino acid thì tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất rắn, đúng không em? Nên ở đây, ở điều kiện thường chất rắn chúng ta là glycine. 36. Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học? Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học? Thì điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học nhá là phải hai điện cực khác nhau về bản chất. Vậy ở đây chúng ta chỉ có đáp án C, do ZN đẩy CU thì tạo thành ZnCU. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất địa ly. D. 37. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Bộ đội Việt Nam, nó là bạc. C. 38. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Nhân tạo chính là bán tổng hợp, đúng không? Vậy tơ nhân tạo chính là tơ bán tổng hợp, thì tơ bán tổng hợp đây là visco hoặc acetat. Đáp án chính xác là đáp án A. 39. Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit sulfuric đặc nguội? Kim loại nào sau đây ạ bị thụ động hóa trong dung dịch axit sulfuric đặc nguội? Thì nhôm sắt chrome thì bị thụ động. Vậy đáp án đúng là đáp án C. 40. Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh. 40. Amino acid trong phân tử chứa một nhóm NH2, một nhóm CH không chứa nhóm trước khác, tác dụng vừa đủ với NaOH số mol là 0,2. Thu được 19,4 gam muối. Ta sẽ có số mol của nhóm COH chính bằng số mol của OH trừ và chính bằng M muối 19,4 trừ đi M amino acid chia cho 22. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn tới đây ta sẽ tìm được khối lượng của amino acid. Rất dễ thôi, mình bấm máy tính thôi các em nhỉ. Nào, mình sẽ có số mol OH trừ là 0,2 0,2 nhân 22 bằng đấy, bằng 4,4. Vậy giờ mình lấy 19,4, 19,4 trừ N bằng 15. Khối lượng của amino acid bằng 15. Vậy mình tìm được phân tử khối của amino acid sẽ bằng 15 chia số mol do một nhóm COH nên số mol C amin bằng bao nhiêu? Bằng số mol OH trừ bằng 0,2. 15 chia 0,2 bằng 75. 75 vậy suy ra nó là glycine. Được chưa? Vậy nó là glycine thì nó chỉ có thể là C2H5NO2. 2 là công thức của thầy nhá. 2 nó là Na là 23 trừ đi 1 H. Được chưa? Nên đáp án chính xác của chúng ta đâu che đâu, làm gì có che chữ đâu. C5NO2, C5NO2 đáp án đúng đáp án D. Ok. Câu 41 ạ. 41 nào các em. 41 phải thật nhanh các bạn ạ. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Ok, tiếp tục ạ. Cho một kim loại X với bột oxit sắt được gọi là hỗn hợp tecmit. Vậy bột kim loại X là Al, bột oxit sắt là Fe2O3. Đúng chưa? Vậy kim loại X của chúng ta là Al. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. 42. 42. Thầy mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án.
cái việc mà các em comment đáp án liên tục và chia sẻ là buổi học này, đấy chính là một nguồn động lực cực kỳ lớn để thầy Minh có thể liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 35 rồi, và chắc chắn rằng thầy Minh sẽ sát cánh ở bên cạnh các em 7 ngày còn lại nữa. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa là thi Trung học phổ thông quốc gia, là đang đến những cái ngày cuối cùng. 42 công thức phân tử của ethanol C2H5O3B. 43 trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Natri, đúng không? Kim loại đứng trước Al. 44 chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ạ? Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ạ? Thì cái anh mà không tham gia phản ứng thủy phân ấy, nó là cái anh mà nó là gì ạ? Monosaccharide. Nên đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Monosaccharide D, fructose. 45 ạ. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu ạ? Nước nào sau đây được sử dụng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu? Na2CO3. Ta có Na2CO3 và Na3PO4 được sử dụng để làm mềm tất cả mọi loại nước cứng các em nhé. Làm mềm tất cả mọi loại nước cứng. Câu 46. Hợp chất tác dụng với HCl mà tạo ra chất khí ạ. Lưu ý nha, tác dụng HCl mà tạo ra chất khí. Vậy nó chỉ có thể là NaHCO3 thôi. Ta có phương trình NaCO3 cộng với lại HCl thì sẽ tạo thành là NaCl cộng với lại H2O cộng với lại CO2 bay lên. Ok chưa? Ok chưa? Good job chưa? Câu 47 ạ. Kim loại tác dụng H4 loãng giờ sử dụng tuyệt chiêu của thầy Minh, khối lượng muối sulfat thì bằng khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với lại 7 à, đây là H24 thì là 96 nhân với lại số mol H2. Khối lượng kim loại đây là 24 cộng 96, số mol H2 là 11,2 chia 2,4 bằng 0,5. Ok nhá. Ta sẽ có là 24 cộng với 96 nhân với 0,5. Kết quả chúng ta bằng 72. 72 vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 47 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. 48 ạ. Nào các bạn cùng comment đáp án cùng thầy à. 48 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ các em? Phát biểu nào sau đây là đúng? Trong môi trường axit, Fruc chuyển hóa thành glu. Sai, môi trường kia. Không thể dùng phản ứng trắng bạc để phân biệt glu và Fruc. Đúng. Bởi vì cả glu và cả Fruc trong môi trường kiềm nó đều trắng bạc. Xác tính chất ancol natric và anhydron trước sai. Sen và tinh bột đồng phân nhau sai. Vậy đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 49. Kinh chưa? Chưa đầy 30 phút mà chúng ta giải được 50 câu. Một tốc độ khá là dã man. Mà đấy là trong cái quá trình là thầy còn chưa đọc ra. Các em nhỉ? Câu 49 ạ. 0,3 mol metinamin. Metinamin là CH3NH2. Do có một nhóm NH2 thì số mol nhóm NH2 chính bằng số mol HCl bằng 0,3. Vậy ta có V bằng 0,3 chia cho 2 thì bằng 0,15. Nên đáp án đúng của chúng ta là 150ml nhá. 150ml đáp án đúng là đáp án D. Câu 50 ạ. Câu 50 đáp án gì nào các em ơi? Phải thật nhanh ạ. Comment đáp án cùng thầy Minh ạ. Chiến đấu để chiến thắng ạ. Chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa thôi các em ạ. Thầy sẽ ở bên cạnh các em cho đến những ngày cuối cùng. 50 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Polyethanantamid sản xuất cao su là sai. Nó là để dùng để sản xuất tơ. Đồng trùng hợp buta 1,3DN và acronitrin thu được polymer dùng để sản xuất cao su buna. Đúng. Trùng hợp styren thu được polystyren. Đúng. Một số polymer tính cách điện cách nhiệt như polyethylene, polyvinyl chlorua. Đúng. Vậy không đúng của chúng ta là A. Ok chưa? 50 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 51 3,36 gram kim loại Fe. Chúng ta phải tìm được số mol Fe. 3,36 chia 56 bằng 0,06 mol. Tác dụng hết dung dịch H4 nặc dư tụi mình ở đây bảo toàn E. Mình sẽ có là 3 lần số mol Fe cộng với lại 2 lần số mol SO2. Sorry, bằng 2 lần số mol SO2. Vậy mình sẽ tìm được số mol SO2 A bằng 0,06 nhân 3 bằng 0,18 chia 2 bằng 0,09. Vậy A ta bằng 0,09 mol. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Thầy cảm ơn bạn Candy nhá. Candy đã tặng quà thầy Minh, rất là cảm ơn em. Thank you em rất nhiều. Bạn Candy đã gửi tặng thầy Minh một bông hoa hồng. Thank you em.
TikTok nó đang yêu cầu thầy là được nhận hai bông hoa hồng. May quá có bạn Candy, bạn ấy đã tặng thầy một bông rồi. Rất là cảm ơn bạn Candy nhá. Câu 52 ạ. Câu 52 ạ. Năm 2 các bạn cùng comment đáp án với thầy Minh xem nào. Năm 2 đáp án gì? À, cảm ơn bạn CT yêu học nhá. Cảm ơn bạn Tân Bùi Đình nhá. Wow, cảm ơn tất cả bạn và các em. Cần hai bông thôi các bạn đã gửi cho thầy tận 3 bông rồi. Cảm ơn nhá. Nào, ok ạ. 52 cho năm chất sau số chất tác dụng đối lượng dư BaCl2 thuộc được kết tủa. Thì để kết tủa thì nó phải tác dụng với Ba2 cộng các em nhá. Được chưa? Đề có câu 8 cộng có chứ, tí nữa sắp tới rồi em. Mình có CO2 trừ cộng Ba2 cộng là một cháu nhá. CO2 không kết tủa ở đây đâu, S4A trừ là hai cháu. NaCl0, BaHCO3 2 lần 0 nhá. Vậy mình chỉ có hai cháu thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 53. 53 nào các em. 53 đáp án gì ạ? Thí nghiệm nào sau đây thu được mối sắt 2? FeH4 đặc nóng dư thì lên sắt dương 3 nhé, không. Fe trong bình chứa Cl2 dư cũng không, Fe lên Fe dương 3. Ok chưa ạ? FeH3 và HCl cũng thu được Fe dương 3. Đây chỉ có FeH2 lần và HCl thu được Fe dương 2. Đáp án chính xác của chúng ta câu 53 là đáp án gì? Câu 54. Câu 54. 54 chọn đáp án gì các em ơi? Phải thật nhanh. 54 nào. Chất X là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật và X là sen. Thủy phân hoàn toàn X thu được chất Y. Trong mật ong Y chiếm khoảng 30%, vậy Y là glucose. Y có phản ứng lên men tạo thành rượu ethylic. Y phản ứng lên men tạo thành rượu ethylic, đúng. Y độ ngọt lớn đường mía sai. Y bị khử sai, Y phải bị oxy hóa bằng dịch agno3. XY lần lượt là sen và group sai. Với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A. Thầy Minh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Thầy Minh tuyên dương bạn Mix này, bạn Duyên này, bạn N Twin này, bạn Phạm Thị Ánh, bạn Trần Trí Hữu, bạn Trịnh Thu Phương, bạn Đức Đạt, bạn Trần Minh Ánh, bạn Trí Dũng, bạn Phạm Minh Phương. Tuyên dương tất cả bạn và các em đã chọn đáp án A. 55. Vừa nãy có bạn hỏi là thầy ơi trong cái đề này thì có câu 8 không? Câu 8 cộng không? Và đây là câu trả lời của thầy. Và đây là câu trả lời của cả thầy. Theo cái tiến trình của đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì sắp xếp theo thứ tự là từ dễ đến khó. Nên là những câu khó sẽ được dồn ở phía dưới, sẽ không giống như một vài cái đề sở trường của tất cả bạn và các em đâu nhá. Một vài đề sở trường thì để cho lộn sinh hậu lên, đúng không? Nhưng mà đề thật của chúng ta thì sắp xếp từ dễ đến khó. Nên các bạn chú ý nhá. Thực sự chú ý. Ok, và chúng ta tiến hành câu đầu tiên. Đây là một câu thí nghiệm vật dụng cao, thí nghiệm hữu cơ. Sáng nào thì anh like từ 5 giờ 15 em nhé. Sáng nào like từ 5 giờ 15. Câu 55 ạ. H24 và ống nghiệm khô. Bông ngập nước, vậy là thủy phân trong môi trường axit. Thêm NaCl3. NaCl3 để trung hòa axit. Trung hòa axit các em nhé. 1 mg GNO3. Thế đi đây thủy phân thì sẽ thu được glu. 1 mu AgNO3 ống nghiệm khô khác cho NH3 đến khi kết tủa vừa tan hết. Được chưa ạ? Đây là tạo phức AgNO3 trong NH3. Cho dung dịch ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2 đun nóng nhẹ, đây là tráng gương. Glucose tác dụng với lại AgNO3 trong NH3 mà. Đúng không? Thế là em bao giờ chữa hết thì thôi. Ý A trong bước 1 xảy ra phản ứng thủy phân sen, đúng. Ý B trong bước 2 dùng NaCO3 để loại bỏ hoàn toàn H24, đúng. Trung hòa axit mà. Sau bước 4 xuất hiện kết tủa Ag bám trong ống nghiệm, đúng. Tráng gương mà, nên chắc chắn sinh ra kết tủa. Tại bước 2 thay NaHCO3 bằng cách NaOH vào cho đến khi quỳ tím chuyển thành màu xanh, đúng. Mục tiêu đó vẫn là để trung hòa. Vậy tại đây chúng ta có tận 4 nhận định đúng nha. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ. Ấm luôn. Ok nha. Mình sang câu 56. Lại câu đếm lý thuyết nữa. Vừa nãy các bạn hỏi có 8 cộng không? Đấy, bây giờ giải thoải mái 8 cộng luôn. Đếm lý thuyết căng luôn. Thầy Lan đến bao giờ chữa hết thì thôi ạ. Ui rồi. Cảm ơn Hải slow motion nha. Ui rồi, bạn này tặng thầy tận 48 hoa hồng ạ. Thank you bạn Hải rất nhiều nhá. Nào ạ, câu 56 ạ. Câu 56 ạ. 56 đáp án gì các em ơi? Nào mình cùng đếm ạ. Đây là những cái câu đếm lý thuyết
khá chất. Số phát biểu đúng là bao nhiêu phát biểu đúng là thành phần chủ yếu của gas dùng để nấu là metan. Cái này sai le nhá, cái này sai. Thành phần của gas dùng chủ yếu để đun nấu nó là propan và butan, sai. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ có thể dùng chất như giấm ăn. Mùi tanh của cá là tụi amin, giấm ăn là tụi acid, amin có tính bazơ, acid có tính acid, đúng chưa? Vậy để trung hòa nhau đúng. Ancol ethylic hòa tan được CO2 lần nhiệt độ thường, sai. Để hòa tan được CO2 lần ở điều kiện thường thì nó phải có OH đa kề. Ancol ethylic thì không có điều này. Dê một số este có mùi thơm không độc dùng làm chất tạo hương cho công nghiệp thực phẩm, đúng. Liên kết peptide là liên kết COOH giữa hai đơn vị amino acid thiếu hai đơn vị alpha amino acid. Vậy mình chỉ có hai phát biểu đúng rồi để bài hỏi số phát biểu đúng, nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi. Câu 57 một câu thực tế. Câu 57 một câu thực tế. Các em nhớ mãi cho thầy Minh rằng là nếu mục tiêu của chúng ta là 8 và 8,5 thì chúng ta phải ôn in vào thực tế. Hôm qua có bạn hỏi thầy Minh là thầy ơi liệu đề thi đại học có khó như cái đề, như những đề thầy đăng không? Thì thầy Minh trả lời là có, khó đấy. Bạn ấy hỏi là sao có nhiều dạng thực tế quá vậy? Thì thầy Minh trả lời cho các bạn một câu, đó là năm ngoái trong đề minh họa có 2 câu thực tế thì trong đề thi thật có 1 câu. Năm nay trong đề minh họa có 3 câu, chính vì vậy nên thầy Minh dự đoán rằng là năm nay sẽ có từ 1 cho đến 4 câu thực tế. Bởi vì thực tế là nó là của tương lai, nó là dạng của khóa 2K7, nhưng Bộ Giáo dục muốn cho trong đây để cho các bạn làm quen dần, được không ạ? Ok ạ. Câu 57 ạ. 57 căng đấy. Bây giờ mình viết được công thức của metin salicylat đấy. C6H4 COO CH3 OH. Thì viết gọn lại nó chính là C8H8O3. Đây, C8H8O3. Một đúng. Phần trăm của oxy về khối lượng mình có 3 ô. Đúng chưa? Vậy là 16 nhân 3 chia phân tử khối. 16 nhân 3. 16 nhân 3 chia phân tử khối. Phân tử khối ở đây là bằng bao nhiêu? 12 nhân 8 cộng 8 cộng 16 nhân 3 bằng nhân 100% bằng 31,57 hay là 31,58, cái này đúng tiếp. Amonic tác dụng tối đa với 2 amon ở OH. Đây, một chiếc COH là ăn 1 nhá. OH đính vào vòng thơm nhá, phenol nhá, vậy là ăn 2 nhá. Vậy 3 đúng. Amonic tác dụng với amon NA. Đúng rồi, 1 OH thì tác dụng với 1 NaOH. Đây là OH đính vào phenol. OH đính vào phenol thì nó sẽ có tính axit. Ok chưa? Sinh ra amon H2 là sai, sinh ra A phần 2 amon H2. Câu 5, chất X là hợp chất hữu cơ tạp chức, đúng, bởi vì nó chứa đồng thời nhóm OH và nhóm COH. Đúng. Vậy mình có 1 2 3 4 4 phát biểu đúng. D nhá, các em nhá. D ạ. Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng. Câu 58 ạ. Câu 58 ạ. Các bạn ơi, các bạn hiểu không? Các bạn ơi, dễ không? Được chưa? À đâu, câu 5 này sai. Thằng này là tạp chức là đúng, nhưng mà chứa chức của ancol là sai chứ, đúng không? Chứa chức của phenol. Mình chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. 3 rồi, tí toang đấy. May quá thì mình quay xe được. 57 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B các em nhé. 57 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, chỉ có 3 thôi. 1, 2, 3 đúng. Úi dồi ôi. Đúng rồi, chức của phenol chính xác. Câu 58 ạ. Câu 58 ạ. 58 đáp án gì ạ? Đây là những câu đếm lý thuyết rất rất khoai. Đây là những câu đếm lý thuyết rất rất khoai. Phát biểu đúng. Công thức phân tử của axit adipic, adipic HOOC CH2 4 lần COOH C6 H10 O4. Ok, đúng. Số nhóm OH trong phân tử saccharose là 8, đúng. Ở điều kiện thường tất cả các chất béo đều tan tốt trong nước. Sai, đúng không? Chất béo thì không tan trong nước. Sai các em nhé. Dùng nước ở brom phân biệt hai dung dịch Ferrux và Glu, đúng. Glu thì làm mất màu dung dịch nước brom, còn Ferrux thì không. D, tơ nitron bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, dùng để dệt vải, đúng. Số phát biểu đúng 1, 2, 3, 4. Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B.
Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án. Thế mình rất mong muốn rằng tất cả các bạn và các em nhớ là follow và đặt vào nút xem trước để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của Thầy Minh. Sáng nào Thầy Minh cũng live luyện não sáng sớm cùng tất cả các bạn và các em từ 5 giờ 15 phút. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 59, câu cuối cùng của buổi sáng hôm nay. 59, lại là một câu thực tế nữa. Và đây là một câu thực tế đếm lý thuyết. Lại là một câu thực tế nữa. Và đây là một câu thực tế đếm lý thuyết. Các bạn cùng comment đáp án xem đáp án chính xác là đáp án gì ạ. Câu 59, Nabika. Nabika nó chính là NaHCO3 đấy còn gì nữa. Đúng không ạ? Bao nhiêu nhận định đúng ạ? Để bảo số nhận định đúng. Nabika mà cho HCl thì có khí không hóa thoát ra. Đúng rồi, NaHCO3 cộng với lại HCl thì ta thu được gì ạ? CO2 cộng H2O cộng NaCl thì khí không màu của chúng ta chính là khí CO2. À đúng. Uống Nabika thì NaHCO3 tác dụng với lại axit acetic có trong dạ dày thì cái này sai nhé, bởi vì trong dạ dày chúng ta nó là HCl chứ không phải là axit acetic. Ok chưa? C natri hydrocarbonate được sử dụng là bột nở trong công nghiệp thực phẩm, đúng. D natri carbonate có màu trắng là đúng, nhưng dễ tan tốt trong nước là sai. NaHCO3 không tan tốt trong nước. E dung dịch NaHCO3 có môi trường kiềm yếu, đúng. F hoạt chất NaHCO3 có tính lưỡng tính, đúng, bởi vì đây nó có HCO3 chứ. Vậy mình có 1 2 3 4. Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nha. Đấy, các bạn thấy không? Thế mình luyện tập cho các bạn rất rất nhiều câu thực tế ạ. Các bạn sướng không ạ? Sướng thế có gì nữa nhỉ? Đúng là học sinh của thầy Minh luôn. Quá hạnh phúc. Rồi. Hello tất cả các bạn và các em. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này cùng với thầy Minh nhá. Cảm ơn Ronan Võ, cảm ơn con Kỳ Nhông. Hết đề rồi, sáng nào chúng ta cũng chiến đấu hết cái đề của Thế Minh là chúng ta sẽ nghỉ. Đúng rồi, chúng ta có 59 câu thôi, đã chiến hết cái đề rồi. Các bạn không quên là follow fanpage của Thế Minh, Thế Minh Myelin Hóa Học, để nhận được đề vào mỗi 15 giờ hàng ngày để chiến đấu nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như ủng hộ Thế Minh. Vừa nãy các bạn hỏi là NaHCO3 tại sao lại có môi trường kiềm. Tại vì cái này là trong phần kiến thức hóa học lớp 11 chương điện ly nhé. Do NaHCO3 được tạo bởi từ anh kiềm là anh NaOH và anh H2CO3. Đấy là phương pháp của thầy Minh giảng giải cho các em. Thì dẫn đến rằng là nó sẽ có môi trường kiềm. Do NaOH có môi trường kiềm mạnh, còn lại H2CO3 thì có môi trường axit yếu các em nhé. Đấy. Ok ạ. Có bạn bảo là có những đề có câu toán về tinh thể có nhiệt độ. Đúng rồi, rất dễ có những cái câu như thế. Nhưng mà ở đây là đề luyện phản xạ nên thầy sẽ không đưa nó vào nhá. Đây là đề luyện phản xạ nên không đưa nó vào. Bột nở dùng làm gì ạ? Bột nở dùng để sản xuất bánh mì đây. Một nhúm bột mì như này thôi. Nhưng mà có bột nở vào thì nó sẽ nở ra. Được chưa? Cảm ơn cụ Quỳnh Như nhá. Hello Nguyễn Dương Tuấn Khoa, hơi bị tiếc dành cho em đấy. Nguyễn Dương Tuấn Khoa làm cái đề dự đoán số 02 của thầy đi nhá, tối chủ nhật thầy chữa. Thầy chào cá hồi nhá. Hello. Chất dùng là bột nở là NH4HCO3 và thêm phụ gia là NaHCO3 nhá. Ok ạ. À thầy không chữa những bài như vậy đâu, những bài như vậy là thầy chữa ở bên trong khóa học của thầy, nhưng khóa học của thầy bây giờ cũng không bán nữa đâu. Khóa học của thầy bây giờ ngừng nhận học sinh rồi nhá. Bây giờ các bạn, bây giờ chủ yếu thầy live free là thầy luyện cho các bạn bị mất gốc, luyện phản xạ để cho bạn làm chắc lại mức điểm 8 điểm. Và những bạn mất gốc thì cố gắng phấn đấu lên 7 điểm thôi. Ok ạ. Thank you Quốc Thái nhá. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Thêm một đề nữa đi. Hello trai Hà Tịnh. Trai Hà Tịnh ơi, sáng mai nhá, hẹn gặp lại em sáng mai nhá. Chống liệt hóa, chống liệt hóa của thầy đã xong chuỗi rồi. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng ngày mai các em nhá. Hẹn gặp lại các em vào 5 giờ 15 phút sáng ngày mai. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em. Chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng vui vẻ nhá. Bye bye, chào tạm biệt.